Xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay lại kênh của mình. Thì vẫn là mình đây. Thì sau hơn 4.000 km rồi, hơn 4.000 km lăn bánh, thì trên chiếc xe này hôm nọ mình có chia sẻ những tính năng mà mình yêu thích trên chiếc xe. Thì có yêu thì phải có ghét. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một vài cái mình thấy là thừa và một số tính năng là thiếu trên chiếc xe này. Ví dụ như cái rửa đèn pha này đi, thì mình thấy nó hơi thừa. Thực ra thì có thì bao giờ cũng thích hơn là không có, nhưng mà mình thấy nó, thật ra thì mình chưa sử dụng nó vào, chưa sử dụng nó bao giờ, ngoại trừ cái là thỉnh thoảng bật lên để xem nó hoạt động như thế nào, nó phun nước ra như thế nào, hoặc cho vợ mình mới thằng cu nhà mình thỉnh thoảng bật ra cho thằng cu nó xem, nó thấy vui vui mắt thôi, chứ nó không phục vụ gì nhiều trong cái việc rửa đèn này lắm. Vì quãng đường mình đi làm thì nó đường nó khá là xấu và bẩn, thì mình thấy là những lúc nó bắn vết bẩn lên đây nhiều mà mình bật lên thì nó rửa không sạch, mà những cái lúc mà rửa sạch được ấy thì những cái vết bẩn ấy nó cực kỳ nhỏ, nó chẳng ảnh hưởng gì đến độ chiếu sáng của xe cả. Nên là nếu mà cho mình đánh đổi thì mình sẽ chấp nhận không có cái tính năng rửa đèn pha này, bởi vì là nó có vào thì chỉ để cho nó nhiều option thôi, thì mình có thể bỏ cái tính năng này đi, thay vào đó mình thích có cái tính năng bậc bước xe. Vì đây là một chiếc crossover gầm cao, thì khi bước lên bước xuống thì sẽ khó hơn là những chiếc sedan. Thì ở cùng cái tầm phân khúc 5 chỗ rồi cùng tầm tiền xe Trung Quốc, thì con Z8 có trang bị tính năng bậc bước. Mỗi lần mở xe ra như này thì cái bậc bước nó tự hạ xuống để cho anh em bước, thì xe này lại không có. Thì với một người có chiều cao khiêm tốn như mình thì mỗi lần ra vào xe sẽ rất là không được thoải mái, vì là mình hơi thấp mà. Thế nếu mà xe được trang bị tính năng có cái bậc bước ấy, thì ví dụ như đây là cái bậc bước, anh em chỉ cần bước vào đây đấy, xong vào thì sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Cũng giống như trên xe bán tải ấy, có cái bậc bước ấy khá hay đó. Và tiếp theo là cái gầm này khá cao, như là cu cậu nhà mình mới 7 tuổi thôi thì cao như này không trèo được. Mỗi lần vào xe gần như là cậu có thể bò thì mới vào được xe. Tính năng mình không thích tiếp theo, cái này thì mình cũng nhắc nhiều lần rồi, đấy là cái cửa gió điều hòa sau. Thực sự thì ở điều kiện khí hậu ở Việt Nam mình ấy, mà một chiếc xe không trang bị cái cửa gió điều hòa sau ấy, thì thực sự nó là một cái khuyết điểm rất là lớn, cực kỳ lớn luôn đấy. Vì là với cái thời tiết như mấy hôm nay là đầu hè thôi, cũng chưa hẳn là nóng nắng, nhưng mà trèo lên xe như mình hay đi đón con thì nhất quyết hai đứa nhà mình nó không xuống hàng ghế dưới nó ngồi, là nó trèo lên trên. Thế kể cả là mẹ có đang ngồi ở trên rồi thì cũng phải xuống dưới ngồi nhường chỗ cho hai đứa nhà mình ở lên trên, vì nó kêu ở dưới này nóng. Kể cả là mình có lắp, đây mình có khắc phục tạm thời bằng hai cái quạt này, thì nó chỉ bảo là bật lên chỉ như kiểu có gió nó phả vào mặt thì nó đỡ đi phần nào thôi, chứ nó không mát. Ở bên trên kia mát rồi thì bên dưới này mới bắt đầu được gọi là hơi thoang thoảng có tí gió xuống, mà trên kia bắt đầu lạnh thì bên này dưới này mới mát. Thế cho nên là cái tính năng mà không trang bị cái cửa gió điều hòa sau này thì mình thấy thiếu sót rất là lớn, không thích một tí nào. Tiếp theo đó, tính năng mình không thích là cái cửa sổ trời này, cái cửa sổ trời này nhá. Nếu mà trời dâm quang như thế này, bật mở ra như thế này, thích, cực kỳ thích. Nó là một cái là vừa thích vừa không thích ở mình. Như mình nói trước đây rồi, nếu mà là trời mùa đông hoặc là dâm mát thì mở ra như thế này xe sẽ rất là thoáng, rất là thích. Nhưng nếu mà là trời nắng thì mình không thích ở cái điểm này, đó là cái tấm che. Đây các bạn nhìn, đó, cái tấm che này này, nhà sản xuất họ làm quá mỏng, gần như là che nắng cũng không, che sáng cũng không che được đáng bao nhiêu, mà không có cái gì gọi là tác dụng là cách nhiệt cả. Nên là trời nắng thì nó sẽ cực kỳ nóng. Hiện nay thì trên group với những anh em sử dụng xe, những cái, kể cả là xe Nhật, xe Hàn ấy nhá, mà có cái tính năng cửa sổ trời này, thì đa phần anh em đều khắc phục bằng cách là
người nào mà cẩu thả thì cũng cho vào đây một cái tấm bìa cắt tông, hoặc có những người họ kỹ tính hơn thì họ mua cái tấm bạc ấy, phản chiếu ánh sáng ấy, họ để lên đây, lúc nào mà muốn mở ra thì cuốn tấm bạc cất đi, còn lúc nào mà đóng vào thì lại nhét tấm bạc vào đây, thì cách nhiệt thì mới khắc phục được. Chứ còn phim cách nhiệt xịn hay như thế nào đi chăng nữa cũng không khắc phục được hết hoàn toàn. Hay cái này là vừa yêu và vừa nhược thì mình thấy nó thích thì có thích, nhưng hôm nào trời nắng thì không thích, không thật sự không thích. Đó. Thì những cái mà sau quá trình vận hành khoảng 4.000 km thì đấy là những cái mà mình chưa ưng ý trên chiếc xe này. Thật ra thì nó cũng có vài cái nữa, nhưng mà nó chỉ là đây cái này. Cái này nó liên quan đến thiết kế nhé, và nhu cầu sử dụng của mỗi người thì mình không quá ấy. Đây các bạn có thể lên xe mình chỉ cho đi. Cái mà mình không thích, thật ra thì nó là do cái cách sử dụng của mình thôi, chứ không phải là thiết kế xấu hay như nào nhé. Bởi vì là cái thiết kế này mình cũng khá là ưng, nhưng cái mà mình không thích ấy thì là cái chỗ cần số này, cái khu vực điều khiển này này, thì mình thích cái thiết kế mà nó kéo dài xuống một bên như này, xong hai cái cốc nước đặt ở đây. Như một số dòng xe, như là mình nhớ không nhầm thì mẹt họ sử dụng đặt hai cốc nước ở bên cạnh như này, thì nó sẽ không vướng vào cái chỗ lúc mà mình điều khiển đây. Ví dụ đây là vị trí để cốc nước đúng không? Đây, như mình dùng cốc nước này, mình đặt vào đây, khi mình kéo cần số sẽ rất là vướng. Nếu mà để thấp, cốc nước thấp không ảnh hưởng đến, thì lúc nhấc lên nhấc xuống đặt cốc nước thì sẽ lại khó nhấc lên nhấc xuống. Mà đặt cái cốc nước mà dễ nhấc lên nhấc xuống thì lại vướng trong quá trình điều khiển. Thì mình thích nó dồn thành một dọc như này, có cần số ở đây, các nút bấm ở dưới này, và cái cốc nước có thể đặt ở bên cạnh này. Thì ở bên phía người phụ không quá sử dụng nhiều đến cái này thì cũng, mà đặt cốc nước ở đây thì người phụ cũng nhấc lên nhấc vào rất là tiện. Như mình có thói quen hay lái xe một tay, mình lái và mình hay để như này. Cái thứ nhất là vướng cốc nước, cái thứ hai là bên phụ cũng gần như cái lỗ này không đặt được cái gì vào đây, vì là mình có thói quen lái một tay mình hay để như này hoặc cầm như này. Đấy, thì nó sẽ vướng vào cái chỗ này. Đây là một điểm là nó về khía cạnh cá nhân của mình thôi, mình không ưng ý về cái cách thiết kế do nhu cầu sử dụng riêng của mình, nên là mình không thấy thích lắm. Kể mà nó đổi thì là tất nhiên là cái này là do thiết kế chung rồi thì không thay đổi được, thì mình phải khắc phục. Thì mình bây giờ mình phải chuyển cốc nước xuống dưới này, cốc nước xuống dưới này thì mỗi lần lấy lên lấy xuống thì hơi vướng, lái xe thì đến lúc lái mà lấy thì có thể gây sao nhãng, nên không thích. Đó là những cái điểm mà mình cảm thấy cũng không hẳn là không hài lòng, mà có cái là mình thấy thừa và có cái là mình thấy thiếu ở trên chiếc xe này. Thì anh em có thể đóng góp thêm cho mình về những cái mà những cái điểm chưa được ở trên chiếc xe này bằng cách comment ở trên comment, đóng góp ý kiến với mình nhé. Clip hôm nay mình làm đến đây thôi, anh em có gì đăng ký ủng hộ kênh cho mình nhé.